Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ clip ăn đêm nữa các bạn ơi. Hiện tại tự giờ mình mới đi bắt được về mới cá lóc nè. Chứ con vịt nữa mấy bạn ơi. Giờ mình sẽ nấu cháo ăn đêm mấy bạn ơi. Giờ đây là được một mấy con cháo phi với con cá lóc với con vịt. Chứ này kia nữa mình sẽ nấu nồi cháo mấy bạn ơi. Giờ sẽ gắp cá nha mấy bạn ơi. Quá ngon luôn mấy bạn ơi. Cá có thịt miếng quyết nha. Thịt miếng quyết luôn. Nấu cá cháo cá lóc mà có đầu vịt nè. Miếng quyết được. Ok đằng. Ăn cái giò. Cá trên cá. Cá này gá trên. Mờ vịt nè. Gan vịt nè. Tim vịt nè. Con vịt nè. Quá sọc bánh đã. Cá lóc đây là con cá lóc. Cá lóc đồng nha. Cá lóc đồng mấy bạn ơi. Nãy mới đi ăn cắp về ổ lộn. Mới đi bắt về bạn ơi. Quá chín nè. Ê. Chạy quậy má. Còn sống. Lội. Lội nè. Chết mày chưa giờ cháo nó chín rồi mình nướng vịt mấy bạn. Hồi xong rồi mình sẽ quay cho mấy bạn xem nha. Tại hồi nãy có cái đầu rồi chứ có đầy đủ rồi. Có đầu giò trong nồi cháo cái này tới vịt nướng mấy bạn. Quá vàng quá ngon mấy bạn ơi. Đó, thấy không? Quá vàng luôn. Cái mấy bà cháo dưa này kia chín mấy bà, giờ sẽ bưng ra tiếp tục mấy bà. Có nhạc liên kia nữa mấy bà ơi. Khi tôi đi rồi em ở nơi đâu? Nghĩ như đưa nhà vô ơi. Chín mấy bà ơi. Hai tối mấy bà ơi. Dạ đó. Ngoài đủ mà em bắt. Vô coi cho nước máy bắt cáp nha.
Có bị lạ không? Mời chấm dụng sự. Không biết đi đâu, không biết. Lạ rồi, đi đi luôn. 2 năm cũng về được, được ba mấy triệu chứ đâu. Được ba mấy triệu rồi. Gỡ lo này 2 mấy triệu rồi. Cho mẹ ăn chạy. Mày có làm chuyện gì? Sẽ giọng ông nội ơi. Bé rồi. Hiện qua về ham bổn tay chúng tính chở đi qua Sa Đéc rồi. Nói bốn xuống xe cái nó bò hẻm mà bà em chạy nó đập với đường cái bớt với tường mình định còn nghe cái cớp đó tính nghe đó mày nói bà không biết gì đâu vô vô tháng vô làm tính nó nói mà bà không biết không có đụng đâu giờ tao đi ra sau hè tao ở sớm rồi. Tao mới lỡ trên lại có tính vô chơi nghe rồi anh chạy nghe đủ lên lên nó tao đứng vô chết cây chuối nó tao đứng ra ra cây chuối thì chết rồi không được nhảy. Mà nãy con với cậu bỏ 10 miếng bỏ xuống tôi nè sao không nhớ ta sao
thằng biết mà không có mặt mình mà không kể hoài mày. Nhưng biết sao rằng khi sáng nắng có đường ai. Nói nghe nè bà ơi, tôi xin cảm ơn bà. Nhờ bà sáng tôi có ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin cảm ơn bà đã cho tôi biết đời chỉ là thế thôi. Lòng buồn sạt sao nhớ hôm nào xuôi nhìn chúng sau đợt vấn vương đôi má siêu hiền áo em màu tím thôi à nghỉ rồi nó nghỉ rồi 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 nghỉ quá dữ à, lên triệt hành luôn, quá dữ à.